Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có những món để sử dụng cho cây bí đao, sử dụng để cho cây bí đao trong thời kỳ ra hoa đậu trái, dưỡng lớn trái, đẹp trái và cho cái trái bí đao nó căng tròn đều, dài trái. Đơn hàng này là của anh Tình ở Thanh Hóa. Hình ảnh mà anh chị đang thấy ở trên màn hình đây là cái đơn hàng mà anh Tình đã lấy từ tháng 1 năm 2024 về để chăm sóc và dưỡng cây bí từ thời kỳ mới trồng cho đến trước thời điểm ra hoa. Đó là cái cặp siêu bung đọt và vọt cành đây nhé. Cặp này thì nó sẽ giúp cho cây bí của anh chị là sinh trưởng phát triển tốt hơn, nó giúp cho cây phát triển toàn diện về thân, cành, lá, rễ này. Hôm nay cây đã đến trước thời điểm mà ra hoa đậu trái rồi, thì anh lại có đặt với em hai cái bộ mà giúp cho cây bí ra hoa đậu trái và giúp cho cái quả bí đao lớn đều đẹp và trái căng tròn, giúp cho dài trái, chắc ruột, chống rụng trái bí, hạn chế bị héo rụng hoa và quả non nhé. Đến thời điểm cây ra hoa đậu trái thì các anh chị sẽ sử dụng như thế này. Cái bộ ra hoa đậu trái này các anh chị sẽ phun xịt trước và phun định kỳ khoảng tầm 10 ngày, 7 đến 10 ngày một lần nhé. Phun từ cái thời điểm mà cây chuẩn bị ra hoa hoặc khi cây đang chớm có nụ hoa này. Để nó sẽ giúp cho cây, kích thích cho cây ra nhiều hoa và dưỡng nụ hoa, tăng thụ phấn đậu trái, đẩy nhanh quá trình đậu trái. Xong đến khi mà có những cái lứa trái nó to bằng khoảng tầm cái ống 21-27 trở lên thì các anh chị sẽ sử dụng luân phiên với cái bộ mà lớn trái, dưỡng lớn trái này nhé, cái bộ canxi Bogaba này này. Mình sẽ luân phiên một lần xịt này thì lần sau mình xịt cái này, rồi lần sau nữa mình lại xịt cái ra hoa đậu trái, xong mình lại lật lại cái này. Cho đến trước thời kỳ mà có những cái lứa trái mà mình chuẩn bị được thu hoạch ấy, thì mình sẽ dừng lại khoảng tầm 3 đến 5 ngày trước thu hoạch. Sau khi thu xong mình lại tiếp tục cái vòng lặp là xịt ra hoa đậu trái, rồi lại xịt cái bộ canxi bo lớn trái này nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng cái bộ thuốc này cho cái cây bí đao thì cũng có thể là liên lạc với em qua hai cái số điện thoại ở trên màn hình đấy nhé. Số bên trên em có Zalo. Cô chú anh chị em cũng có thể là bấm nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới khác của kênh em nữa nhé. Hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.